Lại xem. Đó, thằng giáo tớ. Hai. Anh ngủ hay là gì?
Mình giống mất nào? Mình giống là giống mất. Buồn em sao? Anh gửi cho em. Dạ, anh cho chị sợ đi anh nghe. Trong này thì giống mất. Giống mất là gì? Em nhìn mặt khó vậy. À, chưa? Giống không? Ở đâu vậy? Vừa trong xong này. Ở đâu? Ở phía sau vậy. Nhìn giống nhau ấy. Nhìn giống nhau ấy. Nhìn giống nhau ấy. Nhìn giống nhau ấy. Cặp cơm cái áo ấy chứ. Giống mặt thương hiệu. Anh ơi, đi ra thêm mấy cái chữ chữ buồn cười vào nữa. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.